Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 28 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Các bạn thân mến, từ ngày hôm nay trở đi, hai tập Hậu Tinh Thần Biến của một ngày, nếu sang ngày hôm sau được 200 like hai tập, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đọc thêm một tập nữa phục vụ các bạn. Vì thế mình mong các bạn hãy like và chia sẻ video giúp mình. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với tập truyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Huyền hổ thú luôn luôn cường thế, thế nhưng hôm nay lại lựa chọn cách đàm phán trước tiên. Nếu có tộc khác hiểu rõ huyền hổ thú nhất tộc thì nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng sẽ được mở rộng tầm mắt. Bất quá chuyện này cũng chứng tỏ địa vị của Thạch gia cùng Chu gia to lớn như thế nào. Mada đã hạ quyết định, đồng thời lúc Thạch Nhược Tín dẫn mấy ngàn người tiến vào huyền tinh thiết quáng. Xong, Thạch Nhược Tín vừa ra khỏi ảo trận của Hồng Quân đã bố trí, trong chốc lát phát hiện cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Đây là huyền tinh thiết quáng mà. Thạch Nhược Tín trong giây lát hoảng hốt kêu lên. Không xong rồi, chúng ta bị trúng kế rồi. Dọc đường đi đều là trận pháp của Hồng Quân, đáng chết thật. Chúng ta bị dẫn tới huyền tinh thiết quáng. Quay lại, rút nhanh cho ta. Xong Hồng Quân như thế nào lại tha cho bọn hắn rút trở về. Ảo trận nọ sớm đã biến đổi, vừa mới có một thần nhân đi vào, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, liền sau đó không có thanh âm nào phát ra nữa. Một khắc sau, khi mọi người vừa ra khỏi ảo trận thì ảo trận đã biến thành sát trận. Đáng chết, tất cả nghe lệnh, dừng lại cho ta. Thạch Nhược Tín hiểu được không có Lam Hải Quang, Viên Vũ và Chu Thiên, ba trận pháp tông sư, những người bọn họ tiến vào sát trận hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Hồng Quân! Thạch Nhược Tín giờ phút này hàm răng nghiến chặt, hận không được đem Hồng Quân ra phân thây xẻ thịt. Hồng Quân, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư kỳ thực đang núp xa bọn hắn, một trận pháp ẩn thân nho nhỏ phủ lên trên ba người. Thanh âm của Thạch Nhược Tín hô to hoàn toàn lọt vào tai của ba người. Liễu Hàn Thư thương thế đã hoàn toàn hồi phục, ha ha cười đắc ý. Sư đệ, sư huynh, thật bội phục hai người. Nguyên vốn tưởng rằng ngươi chỉ định diệt trừ thế lực của Thạch gia, không thể tưởng tượng được một chút công phu đã lôi kéo cả Chu gia cùng Thạch gia vào đây, đều trở thành địch nhân của huyền hổ thú nhất tộc. Cao kế, thực sự là cao kế. Nghe Hồng Quân giải thích xong, Liễu Hàn Thư tâm tình rất là hưng phấn, cũng thật bội phục sư đệ hắn. Vốn một mưu kế đơn giản cũng có thể đem lại tác dụng to lớn như vậy. À, Hồng Quân cười nói, mai là huyền hổ thú, không phân biệt cái gì là đệ nhất thần giới và đệ nhị thần giới. Nếu không ta nói dối, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện ra. Bất quá, theo chuyện này mà nói, nếu bọn hắn thật sự phân chia, thì huyền hổ thú nhất tộc, bọn hắn mới chính là chủ nhân của tầng không gian này. Hàn Thư, Tiểu Quân, đừng nói nữa, cẩn thận, huyền hổ thú tới rồi. Nghịch Ương chỉ một bên, nhắc nhở Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư. Đảo mắt nhìn lại, quả nhiên là Mada mang theo 55 vạn chiến sĩ huyền hổ thú bay tới. Nếu là 55 vạn thần nhân, Hồng Quân sẽ không để trong mắt, chỉ là 55 vạn này đều là huyền hổ thú. Nghĩ lại, 55 vạn ngọn núi nhỏ đồng thời phi hành trên bầu trời, chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể thấy cảnh tượng hùng tráng như thế nào. Hiển nhiên, chú ý tới huyền hổ thú không chỉ riêng gì bọn Hồng Quân, Thạch Nhược Tín lúc này sắc mặt cũng hoảng sợ tới cực điểm. Xa xa dày đặc, những thân hình như những ngọn núi nhỏ bay tới, dần dần đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Nhưng tình huống bây giờ không giống như Hồng Quân đã nói, Thạch gia cùng Chu gia liên minh, thế nhưng người của Chu gia đã bị Thạch gia Thạch Nhược Tín giết chết. Bây giờ chỉ còn lại người của Thạch gia mà thôi. Mặc dù Phong Vũ Lôi Đoàn đều có thực lực cường hãn, nhưng cũng không đủ để đối phó với một lượng lớn huyền hổ thú như vậy. Cao trưởng lão, thông chi cho Phong Vũ Lôi Đoàn chuẩn bị khai chiến, trước tiên cứ mặc kệ Hồng Quân bọn hắn, nơi này sống sót mới là quan trọng nhất. Thạch Nhược Tín hướng tới Cao trưởng lão mà phân phó, đã thấy huyền hổ thú trong chốc lát nữa sẽ bắt đầu. Mặc dù đối với Hồng Quân đã hận tới xương tủy, nhưng lúc này mạng sống mới là quan trọng. Huyền hổ thú nhất tộc, tộc trưởng Mada bay tới đầu tiên, liền đột nhiên phát hiện có điều không đúng. Cách đó không xa, đúng là có người, nhưng nhìn thế nào cũng không ra hình dáng của đại quân, hình như chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Sao lại ít người vậy? Thật sự là muốn báo thù sao? Mada trong lòng rất là khó hiểu. Không kịp nghĩ nhiều, Mada đã bay tới nơi cách đó không xa Thạch Nhược Tín. Chút khoảng cách ấy, đối với bọn họ mà nói, trong chớp mắt liền có thể tới. Thạch Nhược Tín bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thần thức đảo qua mới phát hiện đối phương xuất ra tới 55 vạn huyền hổ thú, còn bọn hắn chỉ có mấy ngàn thần nhân.
Trong đầu Thạch Nhược Tín nổi lên một ý niệm: mấy chục vạn đại quân này đuổi tới thì chạy đi đâu? Nếu bọn hắn còn toàn vẹn lực lượng phối hợp với Phong Vũ Lôi Đoàn thì đối mặt với lượng huyền hổ thú dám chừng cũng có thể đánh một trận. Nhưng hắn cũng đã biết mấy trăm vạn truy binh đều đã sớm báo tử trong sát trận của Hồng Quân. Vù, Thạch Nhược Tín trong đầu có một suy nghĩ hỗn loạn, Mada trong giây lát liền dừng lại. Cách Thạch Nhược Tín khoảng vài dặm, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá mấy ngàn người dưới này. Loài người! Mada thân hình to lớn vững vàng đứng đối diện với Thạch Nhược Tín nói: không tưởng được các ngươi còn dám tới quấy nhiễu chúng ta. Thạch gia cùng Chu gia thế lực mặc dù khổng lồ nhưng cũng không đủ để huyền hổ thú nhất tộc chúng ta hướng tới các ngươi thỏa hiệp đâu. Thạch Nhược Tín sừng sốt, hắn còn chưa có nói cái gì, huyền hổ thú này như thế nào biết được hắn là người của Thạch gia. Không đợi hắn hiểu được, Mada lại mở miệng nói: loài người, nhanh rời khỏi huyền tinh thiết quáng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Rời khỏi ư? Còn có thể rời khỏi sao? Thạch Nhược Tín trong chốc lát liền hiểu huyền hổ thú cũng không muốn cùng bọn hắn khai chiến, tựa hồ có chuyện gì đó khiến cho bọn hắn có điều cố kỵ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào thì bọn họ đã có thể cùng huyền hổ thú đàm phán. Huyền hổ thú tôn kính, ta tới nơi này là vì đuổi giết ba. Thạch Nhược Tín còn chưa có nói xong, đột nhiên từ phía sau đội quân huyền hổ thú hình như phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời vô số tiếng hống vang lên, nhưng trong đó cũng có một âm thanh đối với Thạch Nhược Tín là vô cùng quen thuộc. Thạch thành chủ, phí lời cùng đàm phán với phép vật này làm gì, trực tiếp giết sạch đi. Chính là Hồng Quân. Thanh âm của Hồng Quân vang lên làm cho Thạch Nhược Tín muốn bốc khói, nộ thanh nói: Hồng Quân, Hồng Quân, lại là ngươi, lại đây cho ta. Đột nhiên hiểu được cái gì, Thạch Nhược Tín cuống quýt nhìn Ba Đa đang phẫn nộ nói: huyền hổ thú tôn kính, xin lắng nghe ta giải thích, người kia hắn... Vừa muốn nói người kia là địch nhân của bọn hắn cũng chỉ là chúng kế mới đến huyền tinh thiết quáng, nhưng lại nghe được một thanh âm nữa vang lên: Thạch thành chủ, ta đã giết hai huyền hổ thú rồi, khi nào giết được 30 tên thì đừng quên thực hiện hứa hẹn của ngài. Lần này là Liễu Hàn Thư. Thạch Nhược Tín lúc này đang một hai phân bua, nhưng gương mặt Mada đã bạo nộ: các huynh đệ, phân thây bọn hắn đi. Mada là huyền hổ thú, mặc dù linh trí giống như thần nhân bình thường nhưng đâu thể so với Hồng Quân. Sau khi Hồng Quân nghịch ương cùng Liễu Hàn Thư đại náo một trận, hắn đã quên bén ai là ai, trực tiếp hạ lệnh tấn công những người trước mắt này. Phong Vũ Lôi Đoàn lập Phong Vũ Lôi đại trận, tru sát huyền hổ thú nhất tộc. Sự tình trước mắt, đối mặt với đại quân của huyền hổ thú hung hãn, Thạch Nhược Tín cũng bất chấp tất cả, trực tiếp hạ mệnh lệnh Phong Vũ Lôi đại trận. Mặc dù lực công kích không bằng mỗi một đoàn, nhưng siêu đại phạm vi công kích cũng là một lợi thế lớn, nhất là tình huống hiện tại đang chống lại binh lực nhiều gấp trăm lần của mình. Sát! Một tráng thạch huyền hổ thú tức giận hống một tiếng, xông vào Phong Vũ Lôi đại trận. Theo sát phía sau là hàng vạn huyền hổ thú đồng loạt bay vào. Bọn họ không thèm để ý tới trận pháp, không thèm để ý tới phương pháp công kích, dùng lợi chảo chính mình làm vũ khí, dùng da thịt làm chiến y. Một đạo quang mang màu lam dần dần phát ra, không lâu sau đã chiếu rọi cả nửa bầu trời. Oanh! Một tiếng nổ trong vòng mây quang mang màu lam đại trướng, sau đó nổ mạnh. Trên một vạn huyền hổ thú bị Phong Vũ Lôi đại trận bao quanh, chớp mắt liền chết đi mấy ngàn. Bất quá ba đoàn cũng bất hảo, bị dư chấn của cú nổ ảnh hưởng, ngoại trừ Lôi đoàn còn lại đã hoàn toàn rối loạn đội hình. Mada hống lên một tiếng giận dữ, tiếng hống thật lớn làm vang vọng cả chiến trường. Lợi chảo của Mada quét qua một đám thần nhân đang bố trí trận pháp. Sau một khắc, đám thần nhân này đã chết hơn phân nửa. Cho dù không chết thì từ nay về sau trong tâm trí cũng khắc sâu cái hình ảnh lợi chảo kinh hoàng này của Mada. Sư huynh, đủ rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Hồng Quân đột nhiên thấy Liễu Hàn Thư còn đang hưng phấn giết chóc, liền nhíu mày nhắc nhở. Sư đệ, ngươi cùng Nghịch Cương đại ca nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn giết thêm một lát nữa. Liễu Hàn Thư liền cười to, tiếp tục tùy ý giết hại cả huyền hổ thú. Thiên thần khí không hổ là thiên thần khí, ngay cả da thịt của huyền hổ thú được xưng là thần khí chiến y, trong chốc lát đều bị xuyên thủng. Hồng Quân lắc đầu thở dài, sư huynh Liễu Hàn Thư này lúc trước nếu không bị người ta bức bách nói ra tin tức của cha, cuối cùng phải nhục độc mà tự sát. Nếu không chết mà giờ này đang cùng cha làm mưa làm gió thì không biết sư huynh này biến thành cái dạng gì nữa.
Nghịch Ương cùng Hồng Quân đều nghỉ ngơi, chỉ còn lại Liễu Hàn Thư đang trong vòng vây đông đảo huyền hồ thú mà giết chóc. Dưới uy lực của thiên thần khí, không có một huyền hồ thú nào có thể bám trụ trong chốc lát. Lại xem Thạch Nhật Tín bên này, sau khi lôi đoàn không ngừng công kích, cuối cùng cũng cho Phong Vũ đoàn đủ thời gian để hợp thành đại hình công kích, không ngừng ngăn cản huyền hồ thú từng lượt nối đuôi nhau tiến lên. Thảm thiết nơi nơi đều là máu xám, thỉnh thoảng lại gặp phải thi thể đoạn liệt từng khúc. Trận chiến của người cùng ma thú này quả nhiên là kinh thiên động địa, mà Hồng Quân cùng Nghịch Ương hai người đứng một bên buồn bã nhìn cảnh giết chóc tàn khốc. Bọn họ chờ đợi chính là khi xong việc làm ngư ông đắc lợi, thu hoạch được cái gì đó. Ba tên xảo quyệt thật quá đáng! Thạch Nhược Tín hét lớn một tiếng, phi thân tiến lên chặn cú công kích của Mada, định đánh lên một thần nhân bình thường. Lũ phế vật các ngươi, thực lực yếu nhược mà còn không tự giác, ngươi chính là tội nhân của huyền hồ thú nhất tộc chúng ta. Thạch Nhược Tín còn hy vọng muốn khuyên bảo Mada đang bạo nộ, nhưng hiển nhiên lời nói của Thạch Nhược Tín đều bị Mada phớt lờ. Thiết chảo như thần khí trong nháy mắt hướng Thạch Nhược Tín chộp tới. Thạch Nhược Tín thân ảnh chợt lóe, một quyền nổ vang trên thân Mada, nhưng đồng dạng cũng bị Mada né thoát. Hai người tộc trưởng trọng yếu rốt cuộc hôm nay cũng cùng nhau đối chiến. Sát! Một thanh âm thật lớn truyền đến. Theo thanh âm nọ vừa vang lên, một đoàn huyền hổ thú phía sau trong giây lát nổ mạnh. Tất cả huyền hổ thú nhất tộc đều bị cú nổ mạnh này làm cho rung động. Sư huynh! Hàn Thư huynh đệ! Hồng Quân cùng Nguyệt Cương hai người kêu lên. Địa phương kia đúng là nơi mà Hàn Thư đang chiến đấu. Cú nổ mạnh vừa rồi rõ ràng là của một số huyền hổ thú lựa chọn tự bạo. Thân ảnh Hồng Quân đang ở trước mặt Nghịch Ương đột nhiên tiêu thất. Nghịch Ương sửng sốt một hồi, sau đó cũng bay theo ra ngoài. Đến khi Nghịch Ương bay đến nơi đã xảy ra cú nổ mạnh thì chỉ nhìn thấy Hồng Quân đang đỡ trên tay thân thể cuối cùng của Liễu Hàn Thư chậm rãi biến mất. Mà thanh thiên thần khí nguyên lai Hàn Thư đã sử dụng lúc này lặng lặng được đặt bên người Hồng Quân. Trên thanh kiếm còn vương lại vết máu màu xám chưa kịp lau đi. Hàn Thư huynh đệ! Nghịch Ương thống khổ kêu lên một tiếng, phi thân tới, đồng thời lo lắng nhìn Hồng Quân. Liễu Hàn Thư đã chết, hơn nữa là chết ở vô danh không gian. Tử vong ở nơi này chính là hoàn toàn tử vong. Hồng Quân rõ ràng cảm giác được năng lượng linh hồn của Liễu Hàn Thư đang bay vào không gian, dung hợp thành một bộ phận của vật chất màu xám. Lúc này Lâm Phi đang cùng những thần nhân ở trong trận pháp của Hồng Quân, trước mắt đột nhiên tối sầm, trong lòng xuất hiện một dự cảm bất hảo. Đặc biệt là cái loại cảm giác đau đớn trong lòng càng làm cho nàng lo lắng. Hồng Quân huynh đệ! Nghịch Ương lúc này cũng là thương tâm trước cái chết của Hàn Thư, mà hắn còn lo lắng chính là Hồng Quân. Nghịch Ương thấy rõ ràng từ Hồng Quân màu xám quang mang nghiêm trọng cấp tốc lóe ra, để cho hắn thật sự sợ hãi. Hơn nữa trên người của Hồng Quân chậm rãi phát tán ra bên ngoài một cỗ lực lượng cường đại nhưng kỳ dị, làm cho Nghịch Ương có cảm giác không thể phản kháng. Phong Vũ lôi đoàn do Thạch Nhược Tín mang theo, dưới sự công kích của huyền hổ thú, đoàn viên càng ngày càng ít đi. Hôm nay ba đoàn cộng lại cũng chỉ còn lại 1.200 thần nhân. Bất quá hơn 1.000 người này đều là thượng phẩm thần nhân chiến sĩ, năng lực chiến đấu của bọn họ so với 5.000 huyền hổ thú còn muốn cường đại hơn. Song phương tình huống chiến đấu vẫn còn đang rất kịch liệt. Thạch Nhược Tín vẫn đang chiến đấu cùng Mada, chiến y hư hao, quanh thân thể cũng đã bị thương, xem chừng không thể trụ được bao lâu nữa. Mada tình huống so với Thạch Nhược Tín tốt hơn rất nhiều. Mada mặc dù vẫn đang điên tiết, nhưng chính là hắn không ngốc, hắn bây giờ còn không nắm chắc không để Thạch Nhược Tín tự bạo có thể giết chết hắn, chỉ là chậm rãi đánh cho thân thể Thạch Nhược Tín bị thương, tiêu hao năng lượng. Tới lúc hoàn toàn có thể khống chế, không cho Thạch Nhược Tín tự bạo thì giết chết hắn. Mada không muốn để cho mình bị một chút thương tổn nào. Mấy vạn huyền hổ thú đang cùng Phong Vũ lôi đoàn của Thạch Nhược Tín chém giết đột nhiên toàn bộ ngừng lại, hoảng sợ ngước nhìn lên bầu trời. Phản ứng của huyền hổ thú nhất tộc tộc trưởng Mada cũng giống hệt. Ngay cả một kiếm của Thạch Nhược Tín đánh trên người hắn cũng không thèm né tránh, mặc kệ thân thể rơi ầm xuống mặt đất. Dần dần hơn 50 vạn huyền hổ thú đứng chờ ở ngoài, không có tham gia trận chiến, cũng giống nhau, tất cả đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời như là phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Đại nhân! Cao trưởng lão trên người cũng đầy vết thương, vội vàng chạy tới đỡ Thạch Nhược Tín đang thở gấp gáp trên mặt đất. Hắn cùng Thạch Nhược Tín hoảng sợ nhìn thoáng qua, hai người trong lòng đều nổi lên một cảm giác kỳ dị khó hiểu, như muốn xé nát thân thể bọn họ. Chúng ta chạy mau!
Thạch Nhược Tín bất chấp tự hỏi sao mình lại có cảm giác kinh khủng này, vội vàng huy động tàn quân của ba quân đoàn thừa dịp huyền hổ thú đang sững sờ chật vật chạy trốn. Hồng Quân! Người cưng bây giờ càng thêm lo lắng cho Hồng Quân. Trong mắt Hồng Quân, màu xám vật chất đã không lóe ra nữa, mà là cả hai mắt đều hoàn toàn biến thành màu xám. Vật chất màu xám trong mắt Hồng Quân quay cuồng mãnh liệt. Nghịch Cương chỉ lo quan sát tình huống của Hồng Quân mà không để ý tới trên bầu trời vật chất màu xám nồng hậu đã mãnh liệt bốc lên, để bên dưới hơn 50 vạn huyền hổ thú tất cả đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời. A! Đột nhiên Hồng Quân ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay cả bọn người Thạch Nhược Tín đã chạy đi rất xa đều nghe được thanh âm của Hồng Quân. Thạch Nhược Tín kinh hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi không phát ra một lời, lập tức xoay người mang theo tàn binh cấp tốc mà bỏ chạy, tốc độ phi hành càng nhanh hơn lúc trước. Vật chất màu xám trên không trung đột nhiên sinh ra một áp lực đè ép xuống dưới, phạm vi quay cuồng càng lớn hơn, nhưng lại nương theo thanh âm xuất hiện, bất kể địa phương bọn người Thạch Nhược Tín chạy trốn tới đâu, bầu trời vật chất màu xám cũng đều quay cuồng. Nghịch Cương rốt cuộc cũng phát hiện sự bất thường của bầu trời vật chất màu xám quay cuồng cùng trong mắt Hồng Quân cái kia quay cuồng giống nhau. Trong mắt Hồng Quân, vật chất màu xám bốc lên càng nhanh, tốc độ khuếch trương của bầu trời lại càng nhanh. Một năm sau, Hồng Quân cứ như vậy bảo trì tư thế mà Hàn Thư biến mất trên tay hắn suốt một năm. Nghịch Cương cũng đứng bên Hồng Quân suốt một năm. 55 vạn huyền hổ thú cũng đều hoảng sợ đứng nhìn bầu trời, một chút động cũng không dám động. Trong một năm này, cả tầng thứ 7 không gian của 9 tầng thượng, bầu trời toàn bộ quay cuồng. Quay cuồng lần này so với mấy ngàn năm trước, lúc Hồng Quân mới tiến nhập vô danh không gian còn muốn lợi hại hơn. Bất đồng chính là lần trước, cả vô danh không gian đều quay cuồng, mà lần này chỉ riêng có tầng thứ 7 mà thôi. Vô số người đệ nhất thần giới cùng đệ nhị thần giới đều đoán nguyên nhân tại sao bầu trời biến hóa lần thứ 2 này. Lần trước bầu trời dị biến đến giờ vẫn chưa có kết quả gì, lần thứ 2 này lại xuất hiện có đúng hay không biểu thị cho cái gì đó. Một năm sau, màu xám vật chất bốc lên từ Hồng Quân rốt cuộc cũng đình chỉ, sự xáo động trên bầu trời cũng chậm chậm mà dừng lại. Nghịch Cương cuối cùng cũng thở phào, một năm này khiến cho hắn một áp lực thật sự quá lớn. Bầu trời đã khôi phục vẻ bình thường, nhưng trên mặt đất hơn 15 vạn huyền hổ thú lại không có bình ổn. Rất nhanh, tất cả trưởng lão của huyền hổ thú cùng đi theo Mada đến trước mặt Hồng Quân. Nghịch Cương sắc mặt đại biến, vội vàng xuất ra thiên thần khí, căng thẳng đứng bên người Hồng Quân bảo vệ. Nghịch Cương trong lòng đã hạ quyết tâm, dù có chết cũng không để cho huyền hổ thú thương tổn tới Hồng Quân. Vừa rồi biến hóa của bầu trời, Nghịch Cương kết luận chính là do Hồng Quân gây ra, về phần tại sao thì Nghịch Cương còn chưa có biết. Nhưng Nghịch Cương có một chút có thể hiểu được, Hồng Quân thương tâm vì cái chết của Liễu Hàn Thư làm cho trời động, đất động. Hồng Quân sau này thành tựu tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Vì đại nhân tôn kính này, chúng ta không quá ác ý, chúng ta chỉ là đang đợi chủ nhân của chúng ta. Mada cung kính tiến lên từng bước đối mặt với Nghịch Cương nói, còn lại tất cả trưởng lão huyền hổ thú đều là đồng dạng vẻ mặt như vậy. Chủ nhân sao? Nghịch Cương choáng váng nhìn kỹ bốn phía, ngoại trừ chính mình cùng huyền hổ thú ra, chỉ còn có Hồng Quân là chưa tính tới. Chủ nhân của các ngươi không phải là hắn chứ? Nghịch Cương thật sự không nghĩ ra, ngoại trừ Hồng Quân ra thì chủ nhân huyền hổ thú là ai? Nơi này chỉ có hai người bọn họ. Đại nhân tôn kính, cảm tạ ngài suốt một năm qua một mực bảo vệ cho chủ nhân ta. Bây giờ ngài có thể hào hào nghỉ ngơi một chút rồi. Nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân cứ giao cho chúng ta. Mada tiếp tục cung kính nói, lần này để cho Nghịch Cương hoàn toàn xác định chủ nhân của huyền hổ thú chính là Hồng Quân. Chuyện này, đây là chuyện gì vậy? Hồng Quân huynh đệ của ta như thế nào biến thành chủ nhân của huyền hổ thú vậy? Nghịch Cương vẫn không dám tin tưởng, trên tay vẫn gắt gao nắm chặt thiên thần khí. Trong truyền thừa trí nhớ của huyền hổ thú nhất tộc chúng ta có một quy tắc cổ xưa nhất, cũng là rõ ràng nhất. Tộc quy này bất kể huyền hổ thú nào cũng không thể làm trái lại, để mấy mỗi một huyền hổ thú đều có thể chứng minh. Mada dừng lại một chút lại nói tiếp, tộc quy quy định nếu một người nào đó có thể thúc giục hoặc sử dụng vật chất màu xám vô danh đều là chủ nhân của cả huyền hổ thú nhất tộc chúng ta. Tộc nhân nào nhìn thấy chủ nhân đều phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, bảo vệ cho chủ nhân. Mada nói xong đột nhiên quỳ xuống, chỉ là thân thể to lớn quỳ trên mặt đất thực sự rất tức cười. Một huyền hổ thú quỳ xuống đã thấy tức cười, vậy 55 vạn huyền hổ thú quỳ xuống thì phải là rung động đến cỡ nào. Nghịch Cương giật mình nhìn phía sau Mada, toàn bộ huyền hổ thú quỳ xuống,
một mảng huyền hồ thú rậm rạp kéo dài rất xa, toàn bộ đều là quỷ. Nếu tại không trung nhìn xuống, dám chắc là một quang cảnh rất đáng xem. Mada đột nhiên niệm ra một chuỗi lớn âm thanh mà Nghịch Cương nghe không hiểu gì. Các trưởng lão huyền hồ thú phía sau Mada cũng cùng nhau bắt đầu niệm. Một cột sáng màu xám bao phủ Hồng Quân, đây là huyền hồ thú nhất tộc đặc biệt mới có, hồ thú Quang Thuẫn. Quang Thuẫn này do tộc trưởng cùng đông đảo trưởng lão huyền hồ thú cùng nhau bố trí, ngay cả thiên thần cũng không thể nào dễ dàng kích phá. Đại nhân tôn kính, lần trước bầu trời dị động, chúng ta chỉ biết chủ nhân ngài đã xuất hiện. Trời đã ưu đãi huyền hồ thú nhất tộc chúng ta, để cho chúng ta tìm được chủ nhân, cũng chính là tộc đầu tiên tìm được chủ nhân. Mada thành tâm hướng tới Nghịch Cương nói, đã thấy hình dáng của huyền hồ thú, Nghịch Cương rất khó tiếp tục có ý niệm hoài nghi trong đầu. Dù sao, hơn 50 năm vạn huyền hồ thú đều đồng dạng một vẻ mặt. Hai người bọn họ cũng không đáng để cho huyền hồ thú nhất tộc làm như vậy. Ngoại trừ đúng như lời bọn họ nói, rằng Hồng Quân là chủ nhân mà bọn họ muốn tìm mới có thể giải thích được sự việc này. 3 năm sau, cả tầng không gian thứ 7 rốt cuộc cũng điều tra ra, bầu trời dị biến lần này chính là từ Lạc Phượng Thành lúc trước, bây giờ chính là từ huyền tinh thiết quáng ở phụ cận Hồng Quân Thành phát động ra. Trong lúc nhất thời, vô số tần nhân đi tới huyền tinh thiết quáng dò xét. Mặc dù chỉ dám ở địa phương cách xa xa huyền tinh thiết quáng, nhưng rốt cuộc cũng có người biết được. Tin tức nhanh chóng truyền khắp thần tầng không gian thứ 7 này, ngay cả thành trì cách Hồng Quân Thành mấy ngàn năm lộ trình cũng phái người tới đây dò xét. Bạch Lương Thành, Phi Hoa Thôn, trong một gian phòng nhỏ, một người đang khoanh chân ngồi. Ngoài cửa đột nhiên một người đi vào. Người trong phòng hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, lập tức khôi phục lại hình dáng bình thường, cười hì hì nhìn người đi vào. Ngộ Không, có tin tức rồi. Người khoanh chân ngồi chính là Tôn Ngộ Không. Nghe được tiếng Huống Thiên Minh vừa nói, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, thân ảnh chợt lóe lên rồi xuất hiện bên người Huống Thiên Minh. Con mắt tinh quang chớp lóe, chỉ nói ra hai chữ: nói mau. Người tính khí vẫn như vậy, không thể thay đổi sao? Huống Thiên Minh cười khổ một tiếng. Hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không tiếp tục chớp động, so với kim quang trong mắt kim nhãn cương thần còn muốn sáng hơn. Người nói đi, rồi ta thay đổi. Nếu không nói, ta đập chết ngươi. Tôn Ngộ Không trừng mắt, Huống Thiên Minh lại cười khổ, kéo Tôn Ngộ Không ngồi xuống bên giường, bắt đầu chậm rãi nói ra tin tức mình nghe được. Vậy là Liễu Hàn Thư, đệ tử đầu tiên của Tần Vũ, lại chết. Hồng Quân tưởng rằng có thể chiếu cố tốt cho Liễu Hàn Thư cùng Lâm Phi, cả hai người này đều có ơn đối với Tần Vũ và hắn. Thế nhưng Liễu Hàn Thư lại chết một lần nữa, Hồng Quân vẫn không trả được nợ giúp cho cha mình mà còn vay thêm nợ. Lâm Phi đối với cái chết của Liễu Hàn Thư rốt cuộc sẽ ra sao? Hồng Quân có thành tựu gì sau 4 năm trầm mặc ở huyền tinh thiết quáng đây? Hồng Quân Thành ư, tên nghe rất hay. Huynh đệ, ta cũng đã từng biết rồi. Cũng tại ngươi cả, ta nói đến tòa thành đó mà ngươi lại không đồng ý. Huống Thiên Minh vừa nói về Hồng Quân Thành thì Ngộ Không đã nhăn hết cả mặt. Ngươi nghe ta nói xong rồi hãng phát biểu ý kiến có được không? Huống Thiên Minh trừng mắt nhìn Ngộ Không. Từ lúc phi thăng, sau khi gặp được Ngộ Không, Huống Thiên Minh đã có lúc hối hận vì nhận lời của Hồng Quân là trông coi tên gia hỏa này. Hắn giờ này như là một gã trông trẻ, mà đứa trẻ này là một gã chuyên gây chuyện. Mà cách đây không lâu, Ngộ Không đã từng làm cho Huống Thiên Minh đến đau đầu. Những năm gần đây, hai người đã thay đổi địa điểm cư trú đến mấy trăm cái thôn trang, mà không biết tình trạng này khi nào mới có thể kết thúc. Lão Huống, đừng nóng, cứ nói đi. Tôn Ngộ Không bộ mặt ngây thơ cười cười. Hắn mặc dù là luôn luôn muốn động chân động tay đấu đá, nhưng trong lòng cũng hiểu được, những năm gần đây nếu không có Huống Thiên Minh thì hắn đã sớm bị giết. Có một lần Ngộ Không điên cuồng đánh vào thành trì, mặc dù thượng phẩm thiên thần khí Kim Cô Bổng đã giết chết không ít người, nhưng cuối cùng khí lực cạn kiệt. Cũng may khi đó Huống Thiên Minh xuất hiện mang hắn trốn đi. 300 ức dặm chính là một khoảng cách rất xa đấy. Người tính ta phải mất bao nhiêu lâu mới tới được nơi đó đây? Tin tức chuyển tới chúng ta thì cũng đã mất mấy năm trước rồi. Bây giờ cuối cùng là tình huống gì? Chúng ta sẽ vừa đi vừa nghe. Bây giờ chúng ta toàn lực xuất phát, vừa đi vừa nghe ngóng tình hình. Ta đoán khoảng chừng 500-600 năm là có thể đến được Hồng Quân Thành. Hy vọng trong 600 năm đó không có biến hóa gì quá lớn. Còn nói cái gì nữa, chúng ta xuất phát thôi. Huống Thiên Minh vừa nói xong thì Ngộ Không đã nhảy xuống đất, lao nhanh ra ngoài. Huống Thiên Minh chỉ còn biết cười khổ. Tính tình nóng này của Tôn Ngộ Không đã không ít lần hắn thấy và cũng ăn không biết bao nhiêu khổ vì cái tính của gã này.
Cũng may những năm gần đây hai người thường xuyên ở nhà, muốn có gì thì Lục trong giới chỉ ra, vật tư không muốn mua vì không cần thiết. Huống Thiên Minh cũng vội vã leo theo Ngộ Không. Tại Huyền Tinh Thiết Quáng, Hồng Quân cứ như vậy một tháng sau mới tỉnh lại. Đến lúc này, Hồng Quân khiến cho Nghịch Ương có một cảm giác xa lạ, đặc biệt trên người Hồng Quân phát ra một loại hơi thở lạnh như băng, khiến cho lão không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Hồng Quân trong mắt quang mang đã biến mất không thấy, nhưng tinh thần đã có vẻ đỡ hơn trước kia. Thân thể lắc lư, hắn cứ như vậy trong 4 năm lẻ 1 tháng, cuối cùng khôi phục trạng thái thanh tỉnh. Mắt mở rộng nhìn mảnh núi non dày đặc, những huyền hổ thú đang quỳ. Thưa chủ nhân chí cao vô thượng, rốt cuộc ngài đã tỉnh dậy. Toàn bộ người hầu của ngài là huyền hổ thú nhất tộc, xin được nghe mệnh lệnh của ngài. Mada quỳ trước mặt Hồng Quân, ngẩng đầu nhìn Hồng Quân với ánh mắt đầy sùng kính nói: Sư huynh của ta đã bị 16 huyền hổ thú đồng thời tự bạo, thân thể tan nát thành những mảnh nhỏ, ngươi có biết không? Vẻ mặt Hồng Quân không có chút biến hóa, thanh âm nghe cũng không có một chút cảm tình, khiến cho huyền hổ thú đang quỳ trước mắt hắn nhất loạt cả kinh. Chủ nhân, chuyện ấy khi ấy chúng tôi còn chưa biết ngài là chủ nhân. Nếu biết được như vậy thì huyền hổ thú nhất tộc không có một ai dám đối với sư huynh của ngài bất kính cả. Mada đang cúi đầu nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nói: Chủ nhân, sư huynh của ngài bị chết tất cả là do lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ không nên mang huyền hổ thú nhất tộc đến nơi này giao chiến với thần nhân. Tất cả trách nhiệm này Mada xin nhận hết. Xin ngài hãy tha thứ cho 50 năm vạn huyền hổ thú tộc nhân. Mada vừa nói vừa dùng sức dập đầu, chờ đợi Hồng Quân tha thứ. Hắn cũng chuẩn bị tư tưởng vì cái chết của Hàn Thư mà gánh hết trách nhiệm. Hồng Quân nhìn thẳng Mada, hắn có thể cảm giác được huyền hổ thú trước mắt đang cực kỳ sợ hãi. Đó dường như là một bản năng khi gặp mình là sợ hãi vậy. Thật lâu sau, Hồng Quân nhẹ nhàng thở dài: Sư huynh ta chết đi, không thể tính hết lên đầu các ngươi được. Hết thảy phải trách ta, trách ta đã quá tự tin, lại là quá khinh thường. Người đứng lên đi, tất cả tộc nhân cũng đứng lên đi. Hồng Quân nói xong khiến cho huyền hổ thú nhất tộc thở dài một hơi. Mặc dù trong truyền thừa trí nhớ, đối với mệnh lệnh của chủ nhân không thể không đáp ứng, nhưng thực sự vừa rồi chủ nhân của hắn lại là người giết rất nhiều tộc nhân của hắn. Như vậy chuyện cũng coi như đã không còn nhiều vướng mắc. Bên trong lãnh địa của huyền hổ thú nhất tộc, Hồng Quân và Nghịch Cương chính là người thứ nhất tiến vào. Sau khi tiến vào lãnh thổ của huyền hổ thú nhất tộc, đâu đâu cũng là huyền tinh thiết quáng, vật liệu để chế tạo thần khí. Có thể nói là ở chỗ này có thể luyện chế trên 100 kiện thần khí. Chủ nhân, xin mời ngài. Mada mời Hồng Quân vào chứng doanh. Huyền hổ thú mặc dù là thần thú, nhưng cũng học được thế giới bên ngoài không ít điều. Ở trong chứng doanh này cũng sạch sẽ sáng ngời, và tuy nhiên phải lớn hơn chứng doanh của con người rất nhiều, cũng nhiều hơn của con người. Các ngươi cũng ngồi xuống hết đi. Hồng Quân không ngồi vào ghế mà Mada chuẩn bị cho hắn. Hắn lấy từ trong giới chỉ ra một cái ghế, vì hắn cũng không thể nào ngồi ở cái ghế to đùng của Mada được. Người gọi là Mada chính là tộc trưởng của huyền hổ thú nhất tộc đúng không? Đợi sau khi Mada và các huyền hổ thú trưởng lão đã an tọa, đột nhiên Hồng Quân hỏi: Khải bẩm chủ nhân, Mada chính là tộc trưởng của huyền hổ thú. Mada lập tức khom người nói: Trong trí nhớ của lão là huyền hổ thú không được phép kháng cự. Trước mắt huyền hổ thú, Hồng Quân đã khiến cho màu xám vật chất quay cuồng, cũng chính là khởi động trong truyền thừa trí nhớ trong đầu của huyền hổ thú, khiến cho bọn họ phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Hồng Quân. Kể cả Hồng Quân bảo họ đi chết, họ cũng không được làm trái mệnh lệnh này. Ngươi nói đi, sao các ngươi lại gọi ta là chủ nhân? Hồng Quân lại nhìn Mada một hồi, rốt cuộc cũng hỏi nghi hoặc này. Hắn cũng chỉ cảm nhận được huyền hổ thú rất sợ hãi hắn, cũng có cảm giác huyền hổ thú không dám kháng mệnh lệnh của mình. Nhưng chỉ có như vậy mà thôi. Chủ nhân, chính là truyền thừa trí nhớ của chúng thuộc hạ đã xác định. Về phần tại sao, thuộc hạ cũng không được biết. Tại không gian này, tứ đại thủ hộ thú tộc đều có chung một truyền thừa trí nhớ. Chính là khi chủ nhân xuất hiện, tất cả thuộc hạ đều phải đi theo chủ nhân. Truyền thừa trí nhớ ư? Tứ đại thú tộc, ngươi nói ngoại trừ các ngươi là huyền hổ thú, còn có những chủng tộc khác tồn tại sao? Hồng Quân cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới huyền hổ thú có truyền thừa trí nhớ. Mặc dù huyền hổ thú cường đại, nhưng hơi thở thì không giống như thần thú. Hồng Quân cũng không nghĩ bọn họ là thượng phẩm thần thú, vì chỉ có thượng phẩm thần thú mới có truyền thừa trí nhớ. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta là những huyền hổ thú, chỉ cần sau khi trưởng thành thì có thể mở ra truyền thừa trí nhớ. Ngoại trừ huyền hổ thú tộc ra, còn có hôi giáp huyền vũ thú tộc,
Hôi Minh Huyền Phượng Thú Tộc, Hôi Lịch Huyền Hổ Thú Tộc, mà chúng ta chính là Hôi Không Huyền Hổ Thú Tộc. Các ngươi tứ đại thú tộc đều có truyền thừa trí nhớ sao? Hồng Quân đột nhiên hỏi một câu. Chủ nhân, tứ đại thú tộc đều có truyền thừa trí nhớ, và cũng chỉ duy nhất tại không gian này, chỉ có chúng ta là có truyền thừa trí nhớ. Hồng Quân lại hỏi về sự việc của tứ đại thú tộc. Rốt cuộc đối với vô danh không gian này có thể hiểu biết nhiều hơn một chút, trong đó tầng 7 là hắn hiểu rõ nhất. Được, ta đã hiểu, trước hết các ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn yên lặng một chút. Sau khi suy nghĩ xong, Hồng Quân cho bọn Ma Đa mấy người đều ra khỏi danh trướng, chỉ còn lại mỗi Nghịch Cương ở lại. Nghịch Cương đại ca, đệ đã hại chết Liễu sư huynh rồi. Sau khi tất cả huyền hổ thú đã rời đi, sắc mặt Hồng Quân đột nhiên thay đổi. Sắc mặt hắn giờ này có bi thương, đau khổ và hối hận. Hồng Quân lão đệ, Hàn Thư huynh đệ chết đi, ta cũng có một phần trách nhiệm, đệ cũng không thể nhận hết trách nhiệm về mình như thế được. Nghịch Cương cũng thở dài. Trong những năm gần đây, lão cùng Hàn Thư, Hồng Quân ba người có rất nhiều kỷ niệm. Đột nhiên giờ này chết đi một người, khiến cho lão cũng khó mà chấp nhận được sự thật này. Không, Liễu sư huynh là do đệ hại chết. Nếu không phải chủ trương của đệ là dẫn người của thần giới thứ nhất vào chỗ này, thì sư huynh sẽ không chết. Nếu đệ không để cho sư huynh ra ngoài giết huyền hổ thú, thì sư huynh cũng không bị bọn chúng tự bạo mà chết đi. Hồng Quân lắc đầu. Hắn vẫn bảo thủ, quy hết trách nhiệm về cái chết của Hàn Thư cho chính bản thân, khiến cho Nghịch Cương lo lắng mãi không thôi. Nghịch Cương lão ca, nguyện vọng lớn nhất của Liễu sư huynh chính là cùng với Lâm tiên tử sống một cuộc sống bình phàm mấy trăm năm. Đáng tiếc một nguyện vọng nhỏ nhoi đơn giản như vậy mà huynh ấy cũng chưa thực hiện được. Trước mắt Hồng Quân đột nhiên như xuất hiện nụ cười của Liễu Hàn Thư. Hồng Quân hoàn toàn nhớ rõ Liễu Hàn Thư đã rất nhiều lần nói về nguyện vọng của mình cho hắn nghe. Nhanh chóng mang Lâm Lâm đến một địa phương nào đó, an tĩnh sống một cuộc sống bình dị mấy trăm năm. Hồng Quân hoàn toàn hiểu được lý do của Hàn Thư. Hắn cũng chỉ muốn lão bà của mình có thêm thời gian được hạnh phúc. Nhưng lúc này sư đệ lại ở một bên, hôm nay một nguyện vọng nhỏ nhoi vui vẻ đó rốt cuộc không còn thực hiện được nữa rồi. Hồng Quân, đệ cũng nên mở rộng lòng mình ra một chút đi. Những người ở đây kỳ thực đã chết qua một lần. Kỳ thực đối với chúng ta mà nói, có một địa phương để yên bình sống qua ngày tháng đã phi thường tốt rồi. Hàn Thư huynh đệ vì thần giới thứ hai mà hy sinh, thần giới thứ hai sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công lao của đệ ấy. Nghịch Cương lão ca, đệ hoàn toàn hiểu được. Vừa nãy thực sự đệ muốn đem toàn bộ huyền hổ thú ra giết hết, báo thù cho sư huynh. Nhưng đệ nghĩ ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi. Chúng ta lợi dụng huyền hổ thú, bọn họ làm như vậy cũng đúng à? Hồng Quân lại thở dài nhìn lên nóc nhà, tựa hồ hắn có thể nhìn xuyên qua mái nhà, thấy trên bầu trời đầy dãy vô danh vật chất. Ở một nơi nào đó trong khối vô danh vật chất này có một bộ phận là Liễu Hàn Thư. Liễu Hàn Thư chết đi mang đến cho Hồng Quân không ít đả kích. Trong 10 năm thời gian, hắn tự giam mình trong chứng doanh của huyền hổ thú. 10 năm thống khổ, tự trách mình cùng với hối hận hành hạ. Nghịch Cương cũng chỉ còn ở một bên không ngừng khuyên nhủ. Cuối cùng qua 10 năm, Hồng Quân cũng đã có quyết định. Trước hết hắn đi tìm Lâm Lâm, mặc kệ tin tức này đối với nàng đã kích như thế nào đi chăng nữa, thì quyền của nàng là vẫn phải biết sự thật. Sau khi Thạch Liễu Tín lui ra không lâu, thần nhân của thần giới thứ hai lại một lần nữa trở về các thành trì. Tại thành chủ phủ của Hồng Quân Thành, Hồng Quân một mình đi tới trước cửa phòng của Lâm Lâm. Vốn Nghịch Cương cũng muốn đi cùng nhưng bị Hồng Quân cự tuyệt. Ngón tay hắn vẫn giữ nguyên không dám đẩy cửa, một hồi sau mới nhẹ nhàng gõ cửa. Lâm Lâm từ ngày chia tay với Hàn Thư vẫn có một bộ phận nhân mã đi theo bảo vệ nàng. Trải qua một quãng thời gian di chuyển đến nhiều nơi, rốt cuộc người của Hồng Quân Cửu Thành cũng trở về với các tòa thành trì của mình. Chuyện gì cần giải quyết thì cũng đã giải quyết, chỉ có một điều là nàng chưa gặp được lại Hàn Thư. Lần trước dự cảm thấy một điều bất chắc, nhưng nàng cố gắng để không tin vào điều đó. Nhưng chính điều đó khiến nàng lo lắng hơn nhiều. Nhưng thực sự thì nàng không hề tin tưởng Hàn Thư đã chết. Để giết thời gian và cho đỡ nhàm chán, nàng chỉ còn biết tập trung vào tu luyện. Nhưng chính là tâm tình bất an nên nàng không thể nào tập trung vào tu luyện được. Cứ nhắm mắt lại là thấy hình dáng của Liễu Hàn Thư, căn bản không thể nào tập trung cho việc tu luyện được. Hôm nay nàng đang định nhập định để tu luyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Lâm đột nhiên giật mình. Nàng cứ nghĩ rằng Hàn Thư đã trở lại nên vội vàng không buông ra thần thức kiểm tra mà ra mở cửa ngay. Hàn Thư! Vừa mở cửa ra, Lâm Lâm không hề nghĩ ngợi gì mà gọi ngay tên của Hàn Thư.
Cái mà nàng nhìn thấy chính là khuôn mặt buồn rầu, có nét hối hận, xấu hổ đang đứng trước mặt nàng, chính là Hồng Quân. "À, là Tiểu Sương hả? Xin lỗi, tỷ tưởng là Hàn Thư đã trở lại nên vội vàng gọi." Nàng nói xong liền nhường đường cho Hồng Quân tiến vào phòng. Nàng cũng không quên nhìn ra xa ngoài cửa như chờ đợi bóng dáng của ai đó, hồi lâu mới thất vọng đóng cửa lại. "Tiểu Sương, như thế nào mà có mình đệ trở lại, Hàn Thư đâu?" Lâm Lâm thấy Hồng Quân nửa ngày vẫn không nói lời nào thì nghi hoặc hỏi lại. Sư huynh đi rồi." Hồng Quân do dự một chút rồi mở miệng nói. Lâm Lâm sững sờ một chút rồi ngơ ngác hỏi, "Hàn Thư đi đâu?" Hồng Quân ngước đầu lên, ánh mắt không thể che giấu hết được bi thương. "Chị dâu, đệ xin lỗi, sư huynh chết rồi." "Chết rồi?" Hai chữ giống như tiếng sét, tiếng đạn pháo bắn vào đầu nàng, khiến cho đầu Lâm Lâm như muốn nổ tung. Vốn nàng đang ngồi cũng không thể không run rẩy. Trên mặt nàng cố gắng nở ra một nụ cười, run rẩy nói, "Tiểu Sương, đừng tìm chị dâu mà nói giỡn như vậy. Nhanh nói cho tỷ biết Hàn Thư giờ này đang ở đâu, có đúng hay không là trọng thương, huynh ấy ở đâu, để tỷ đi xem huynh ấy thế nào." "Xin lỗi chị dâu, đều là đệ không tốt, đệ không nên quá tự tin như vậy, đệ không nên bất chấp hậu quả. Sư huynh bị chết là đều tại lỗi của đệ." Hồng Quân nói xong, lời cuối cùng âm thanh đã trở thành nghẹn ngào. Lâm Lâm lạnh lùng nhìn Hồng Quân, dùng sức lắc đầu. "Không, không phải như thế, Tiểu Sương, là đệ gạt tỷ có đúng không?" Nói xong, Lâm Lâm xoay người mở cửa, lớn tiếng hô, "Hàn Thư, huynh đến đây, muội biết huynh đang ở đây, nhanh đến đây đi." Lâm Lâm gọi to không ngừng, nhưng không hề có ai đáp lại, chỉ có khoảng sân trống rỗng, âm thanh vọng đi vọng lại thê lương như tiếng gọi của một người đang vô cùng tuyệt vọng giữa đại dương vậy. Lúc này, nước mắt đã ướt hết khuôn mặt của Lâm Lâm, nàng vô lực ngồi bệt xuống đất. Tiếng khóc và nấc như những âm thanh tang thương nhất vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Hồng Quân nhẹ nhàng đi tới, nâng Lâm Lâm dậy. "Chị dâu, tài đệ hết, tài đệ không tốt mới hại chết sư huynh." Lâm Lâm lúc này cũng không có phản ứng gì, ghim ánh mắt trống rỗng nhìn vào một điểm hư vô nào đó. Khuôn mặt nàng giờ này cũng thế, cũng không hề biểu hiện một loại tình cảm nào cả. Nhìn thấy Lâm Lâm như vậy khiến cho Hồng Quân bị dọa, muốn nhảy dựng lên. Nhìn vào trạng thái của Lâm Lâm lúc này như không hề có một chút khát vọng sinh tồn nào. Ánh mắt đó chỉ có người đang muốn chết mới có. "Chị dâu?" Hồng Quân lo lắng hỏi, nhưng lúc này đây trên khuôn mặt vô thần kia đột nhiên nói, "Tiểu Sương, tỷ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, đệ ra ngoài trước đi." Hồng Quân do dự một chút nhưng thân hình vẫn không di chuyển, không có ý định ra ngoài. Lâm Lâm trông thấy Hồng Quân như vậy liền hiểu được ý của hắn, bộ mặt sầu thảm cố nặn ra một nụ cười. "Tiểu Sương, đệ yên tâm đi, tỷ không có chết đâu, ta thực sự muốn yên lặng một lát." Hồng Quân cũng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, lưu lại trên căn phòng một bóng dáng đáng thương đang ngây ngốc suy nghĩ về một quá khứ xa xôi nào đó. Nhưng đối với nàng, nó dường như mới xảy ra hôm qua vậy. "Xin chào tiểu thư, ta tên là Liễu Hàn Thư, tiểu thư tên là gì vậy?" "Bây giờ mới là bắt đầu, ta không phải là phế vật, bởi vì ta có một sư tôn thần thông quảng đại." "Cô chính là Lâm Phi, Hàn Thư đã chết." "Lâm Nhi, Hàn Thư." Hai người lần đầu tiên gặp mặt, đến lần thứ hai thì Tần Vũ đã báo tin cho Hàn Thư đã chết. Lần này lại gặp nhau ở vô danh không gian, những thước phim đó không ngừng trôi qua trước mắt Lâm Lâm. Một người 25 tuổi mà vẫn còn là kim đan kỳ, đúng là phế vật theo con mắt của những người đồng trang lứa. Một người được sư tôn cải tạo kinh mạch khiến cho trở thành thiên tài của những thiên tài, một người vì sư tôn mà chết cũng chính là hắn, Liễu Hàn Thư. Mỗi một hình ảnh trôi qua là một lần tâm hồn Lâm Lâm đau đớn, mà một câu nói vẫn còn quanh quẩn đâu đây. "Chỉ một lần này nữa thôi, ta sẽ tìm một chỗ cùng nàng sống một cuộc sống bình phàm mấy trăm năm." Câu nói đó như ngàn lưỡi dao đang rải xéo trái tim của Lâm Lâm. Mỗi nhát dao đó lại một lần khiến tim nàng chảy máu. Nước mắt vẫn rơi, nỗi đau của nàng đâu có phải nhìn bề ngoài là có thể biết được. Nỗi đau đó xuất phát từ trái tim, từ linh hồn nàng. Linh hồn nàng đang run rẩy như lá khô trước gió. Sự thật thì Liễu Hàn Thư đã chết. Người chết thì có lẽ sẽ không còn biết đau đớn là gì, nhưng người còn sống thì đau khổ đến mức thà chết đi còn hơn. Buổi sáng ngày thứ hai, Hồng Quân lại lo lắng đi tới trước cửa phòng của Lâm Lâm. Hắn lại một lần nữa gõ cửa, không có động tĩnh gì. Hắn lại gõ, nhưng vẫn như trước không có động tĩnh gì. Hồng Quân nóng nảy không nhịn được liền mở cửa phòng bước vào.
nhưng hắn không hề nhìn thấy thân ảnh của Lâm Lâm ở đâu, chỉ thấy trên bàn có một phong thư. Đối với bọn họ, để ghi chép sự việc thật sự không cần phải là thư viết bằng tay, vì Ngọc Giản có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin mà lại không biết phải viết ra. Hơn Ngọc Giản chính là quyển trục ghi được rất nhiều. Thư tay không phải là việc mà người tu chân hay dùng, song Lâm Lâm lại lưu lại một phong thư như một phàm nhân vậy. Mở phong thư ra, trước mắt Hồng Quân hiện ra một loạt hàng chữ uyển chuyển bay lượn. Tiểu Sương, tỷ đi đây, đệ cứ yên tâm đi, tỷ đã nghĩ thông suốt hết rồi. Nói đi nói lại thì Hàn Thư cũng đã giết không ít người, có lẽ đây là số mệnh rồi. Giết người rồi, bị người giết coi như là một dạng quy về điểm khởi đầu. Tiểu Sương, đệ còn nhớ tỷ nói muốn cùng Hàn Thư có mấy trăm năm sinh hoạt cuộc sống của phàm nhân không? Từ khi tỷ viết bức thư này chính là khi tỷ trở thành một người bình thường. Dùng bút của con người, dùng giấy của con người lưu lại cho đệ bức thư này, muốn nói với đệ rằng mọi người không phải đi tìm tỷ nữa, tỷ sẽ tìm một nơi nào đó thật bình lặng, từ nay về sau không màng đến thế sự nữa. Ngắn ngủi chỉ có từng đấy chữ, thật sự có từng đấy chữ, nhưng Hồng Quân cảm nhận được nỗi đau thương nhất, mất mát của Lâm Lâm thì không có bút giấy nào có thể nói hết. Một địa phương có diện tích khoảng 100 dặm, không có người sinh sống, có núi, có sông. Mặc dù ở chỗ này không phải là non xanh nước biếc, nhưng một địa phương như thế này tại vô danh không gian khó mà có được. Tại chân một ngọn núi, Lâm Lâm đang nhìn tất cả quang cảnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nói: Hàn Thư, huynh nhìn xem, đây là địa phương rất thích hợp cho chúng ta ẩn cư, huynh thấy thế nào? Âm thanh của Lâm Lâm tại không trung đã tiêu tán từ lâu, nhưng vẫn như trước không có một ai trả lời nàng. Hàn Thư, sau này chỗ này cũng chính là nhà của chúng ta. Chúng ta hãy đặt tên cho ngọn núi này đi, gọi nó là Hàn Lâm Sơn. Thiếp đặt tên rất hay phải không? Lâm Lâm vẫn lầm bầm lầu bầu như vậy, nhưng vẫn không có âm thanh nào trả lời nàng cả. Ừ, quyết định vậy đi, gọi nó là Hàn Lâm Sơn vậy. Lâm Lâm nói xong thì lấy một tảng đá dưới chân núi khắc ba chữ thật to Hàn Lâm Sơn. Hàn Thư, từ giờ trở đi chỗ này chính là nhà của chúng ta. Tại nơi sơn thủy hữu tình này, Lâm Lâm là một tòa mau ốc nho nhỏ, phi thường đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Hàn Thư, huynh thấy nhà của chúng ta thế nào? Có phải muội là một người vợ rất đảm đang phải không? Nhìn căn phòng nhỏ ấm áp, Lâm Lâm hài lòng nói: Hàn Thư, huynh còn nhớ không? Huynh đã từng nói sẽ đem muội đi để sống một cuộc sống của phàm nhân mấy trăm năm, vì việc của Hồng Quân Cửu Thành khiến cho huynh không thể dứt ra được. Hôm nay rốt cuộc chúng ta có thể hoàn thành được ước mơ rồi. Hàn Thư, sao huynh không nói với muội một lời nào? Trong mắt Lâm Lâm giờ này nước mắt đã ướt đẫm. Hàn Thư, huynh đã nói đáp ứng muội cùng huynh sống một cuộc sống bình phàm, tại sao huynh lại bỏ muội mà đi? Huynh đã không thực hiện lời hứa của mình, tại sao lại như vậy? Lệ đã ướt đẫm khuôn mặt, Lâm Lâm quay về phía núi non như hét lớn. Hồi lâu sau, Lâm Lâm cũng không nói gì nữa, nước mắt cũng đã khô đi. Hàn Thư, muội biết huynh đang ở một thế giới khác chờ muội, muội biết là huynh sẽ đáp ứng muội mà, nhất định huynh sẽ làm được mà, đúng không? Hàn Thư, huynh chờ muội, muội đi tìm huynh đây, vô luận là huynh ở nơi nào, muội cũng sẽ gặp huynh. Bỗng nhiên trên tay Lâm Lâm xuất hiện một thanh tiểu kiếm, tự xuyên thấu thân thể của mình, chấm dứt nỗi đau của ngày tháng dày vò trong cô độc. Thạch Liễu Tín mang theo 3 đoàn quân rốt cuộc trốn khỏi Huyền Tinh Thiết Quáng. Đến tận đây, Phong Vũ Lưu Đoàn đã không còn được 300 người, những tên còn lại đều bị trận pháp của Hồng Quân giết chết. Không đi theo một đường, mấy chục lần thay đổi lộ tuyến, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được chỗ mà không có trận pháp của Hồng Quân bố trí, chạy thoát ra ngoài. Lúc này Hồng Quân Cửu Thành thực sự Liễu Hạch Tín không dám đi, không cần nghĩ cũng biết 9 tòa thành trì đó đã sớm được Hồng Quân khống chế. Hôm nay hắn thoát được cũng chỉ muốn dấy lên thù hận giữa Chu gia và Hồng Quân. Chu gia là một gia tộc có không ít trận đạo siêu cấp cao thủ như Hồng Quân. Mặc dù thạch gia của hắn có yếu thế hơn một chút, nhưng chỉ cần có một kế hoạch thì có thể không thèm coi Hồng Quân ra cái gì. Chỉ cần họ liên thủ, Hồng Quân sẽ tuyệt đối không là đối thủ của họ. Liễu Thạch Tiến nghĩ như vậy là không sai. Tuy nhiên hắn phải biết Huyền Hổ Thú đã nhận Hồng Quân là chủ nhân, thậm chí tứ đại thần thú thủ hộ cũng nhận hắn làm chủ nhân, thì không biết Thạch Liễu Tín có còn tự tin như thế nữa hay không. Tuy nhiên một việc quan trọng là để cho Thạch Liễu Tín chạy thoát cùng với không đến 300 người. Với một thế lực như Hoàng Sa Thành, liệu bọn chúng có đứng yên mà nhìn không? Tại những tầng cao hơn của Chu gia có bao nhiêu siêu cao thủ đây?
vốn dĩ bọn hắn có mặt khắp ở tầng không gian này bao nhiêu ức năm, đã bỏ qua hết danh lợi để tập trung tu luyện phi thăng lên tầng thứ 8. Thế nhưng có được một kiện thiên thần khí cũng đã đủ hấp dẫn với họ rồi. Thạch Liễu Tín thầm nghĩ, có lẽ cũng phải để cho lão già này xuất trận rồi. Thạch Nhược Tín vốn không định nhờ tới nhân vật cấp cao của Thạch gia, hắn chỉ cần dựa vào Phong Vũ Lôi Đoàn và hơn 1.000 vạn đại quân ba trận đạo cao thủ thì có thể đoạt được dễ dàng 9 tòa thành trì của tần giới thứ 2. Chỉ cần lấy được thiên thần khí thì hắn chắc chắn sẽ trở thành Thạch gia đệ nhất nhân, kể cả chức vị tộc trưởng cũng có thể cạnh tranh. Hắn vạn lần cũng không nghĩ được là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hoành tráng như vậy lại bị đánh bại, thiếu chút nữa còn bị diệt toàn quân. Hơn thế, hắn còn bị trọng thương, chạy trốn 10 năm trời, thuyên chuyển qua nhiều tuyến đường mới có thể chạy trốn ra khỏi Huyền Tinh Thiết Quáng. Thù này nhất định phải báo, kể cả thiên thần khí phải kính tặng cho mấy lão già của Thạch gia. Còn về Chu gia, chỉ cần lão kích động một phen thì đảm bảo không có vấn đề. Hồng Quân, Nghịch Ương, Liễu Hàn Thư, các người chết đi cho rồi. Đến bây giờ, Thạch Nhật Tín vẫn không biết Liễu Hàn Thư đã chết trong trận này. Thời gian này, Hồng Quân từ bi thương dần dần tỉnh lại, bởi vì 9 tòa thành trì còn cần tới hắn. Thần nhân của thần giới thứ 2 cũng còn cần đến hắn. Hắn chính là người đem lại con đường sống huy hoàng cho bọn họ. Kiều Diệu Phạm Thiên Trận là một đại trận mà lúc trước Hồng Quân bế quan lĩnh ngộ được. Đây là một tập hợp khốn trận, ảo trận cùng sát trận. Có thể nói, trận pháp này phối hợp với nhau đến mức cực hạn chính là tam cấp trận pháp. Kiều Diệu Phạm Thiên Trận tổng cộng có 9 cơ điểm. Mỗi một cơ điểm phải được 999 khối thần thạch màu xám cung cấp năng lượng. Vốn Hồng Quân định lấy Huyền Tinh Thần Thiết từ Huyền Tinh Thiết Quáng để có nhiều năng lượng hơn, nhưng từ khi thấy người của Chu gia sử dụng trận pháp di động thì hắn đã đổi ý. Hồng Quân 9 thành, mỗi thành có 999 trung phẩm thần nhân cung cấp năng lượng, mỗi 1.000 năm luân chuyển một lần. Năng lượng của con người thì lớn hơn của thần thạch rất nhiều lần. Không những thế, còn có thể tùy ý tăng nhiều hay ít năng lượng. Như thế càng khiến cho Kiều Diệu Phạm Thiên Trận ổn định hơn nhiều lần. Trải qua vô số lần thôi diễn và thực nghiệm, Hồng Quân rốt cuộc sáng tỏ được cách bố trí trận pháp này. Lần này làm bất kỳ việc gì hắn cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Thực nghiệm bằng 99 thần nhân thành một điểm, mô phỏng theo cách bố trí của 999 người, cuối cùng mới đi đến phương án cuối cùng như ý định ban đầu. 50 năm sau, Hồng Quân Cửu Thành rốt cuộc đã trở thành một tòa thành kiên cố không thể phá. Đó chính là sự ảo diệu của Cửu Diệu Phạm Thiên Trận. Lần này Nghịch Ương tìm Hồng Quân sau khi hắn đã bố trí hoàn thành Cửu Diệu Phạm Thiên Trận. Hồng Quân vẫn có một cảm giác gì đó không tập trung, có nhiều chuyện hắn không thèm để ý tới. Tiểu Quân, ta biết cái chết của Hàn Thư huynh đệ khiến cho đệ luôn tự trách mình. Nhìn đệ như thế khiến ai cũng phải ái ngại. Ta nghĩ Hàn Thư huynh đệ ở một chỗ nào đó ngoài không gian này thôi. Nếu Hàn Thư huynh đệ thực sự có chết đi thì trông thế đệ như thế này. Hồng Quân đột nhiên nở một nụ cười. Nghịch Ương lão ca, mấy năm qua đệ luôn tự hỏi mình một sự tình, chúng ta làm như thế có phải là sai rồi không? Nghịch Ương sửng sốt. Sai? Sai cái gì? Chúng ta có đúng hay không, chỉ cần sinh sống ở thôn trang, không cần đi vào thành trì thì sẽ không có tranh đấu, thần giới thứ nhất cũng không tìm chúng ta phiền toái. Bây giờ chúng ta lớn mạnh nhưng luôn luôn lâm vào những cuộc chiến, huynh nói có cái gì là đúng đây? Nghịch Ương đến giờ phút này, từng bao nhiêu năm trải nghiệm cuộc sống cũng như cái chết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này. Khi sống ngay chết đi, hắn cũng không ngừng tranh đấu. Chuyện này ta cũng chưa có nghĩ tới. Tại sao phải đi cướp thành trì? Có phải sống một cuộc sống bình thường nơi thôn trang có phải tốt hơn không? Hồng Quân lại hỏi. Như thế nào là bình an vô sự? Chúng ta thần giới thứ hai đối với người của thần giới thứ nhất chỉ là nô tài, bọn họ muốn làm cái gì chúng ta cũng phải làm, nếu không họ sẽ dùng bạo lực chấn áp. Nhớ lại cuộc sống trước kia, Nghịch Ương bỗng dưng nổi giận. Bọn họ tại sao lại như vậy? Đều là chết qua một lần rồi, tại sao lại còn chú trọng đến quyền lợi và dục vọng như vậy? Chẳng lẽ chỉ mong muốn được sống cũng không phải là trọng yếu hay sao? Mà chúng ta mục đích tu luyện để làm gì? Tu tiên thành tiên, tu thần thành thần, cố gắng phấn đấu trở thành thiên thần lại khổ tu lên thần vương, trên thần vương lại có thiên tôn, nếu trên thiên tôn còn có tầng thứ cao hơn tồn tại, thành chúa tể vũ trụ, nhưng rốt cuộc để làm cái gì? Mà trong mắt chúa tể thì con người chỉ như con kiến mà thôi, thần nhân tranh đấu thì hắn cũng chỉ bằng quang mà xem. Nghịch Ương nghe Hồng Quân nói thì cứng lưỡi, không biết giờ này phải nói cái gì, chính mình vì muốn tu tiên, tu thần cũng vì muốn có một lực lượng cường đại.
sau khi có được lực lượng cường đại lại muốn có một lực lượng cường đại hơn nữa. Nhưng cũng như lời Hồng Quân đã nói, đạt đến chí tôn vũ trụ rồi thì sẽ sao? Mình sẽ làm gì nữa? Chính hắn cũng không có đáp án. Nếu như mức tận cùng của tu luyện cũng chỉ để tìm một cuộc sống bình lặng, tại sao chúng ta ở đây vẫn còn liều mạng tranh đấu đây? Tìm một chỗ ẩn cư có phải là tốt hơn không? Hồng Quân lại tiếp tục nói, thiên đạo, chúng ta vì thiên đạo mà theo đuổi, nhưng thiên đạo là cái gì? Hay chính là một cái không thực sự tồn tại? Chúng ta cầu thiên đạo rốt cuộc là vì cái gì? Siêu sinh thoát tử. Nếu không phải vì chiến tranh thì chúng ta cũng đã siêu thoát sinh tử rồi, vậy rốt cuộc chúng ta vì cái gì đây? Giờ phút này Nghịch Cương cũng đã trợn tròn mắt. Thượng phẩm thần nhân cộng với sống hàng ức triệu năm giờ này cũng không đủ dùng. Nhưng vấn đề của Hồng Quân giờ này rất khó trả lời. Đúng vậy, bọn họ tu luyện bao nhiêu ức năm như thế rốt cuộc là vì cái gì? Hay ngay cả Hồng Mông, Lâm Mông, Tần Vũ cũng khó có câu trả lời thuyết phục. Tiểu Quân, nói thật là ta không trả lời đệ được vấn đề này, một chuyện cũng không trả lời được. Nhưng ta biết một điều, nếu không có đệ thì thần giới thứ hai vĩnh viễn sẽ bị áp bức. Có đệ dẫn dắt mọi người có thành trì, mở rộng thành trì, ta chỉ biết có được nhiều thành trì thì thần giới thứ hai có nhiều lợi ích, có thể sinh tồn tốt hơn. Càng có nhiều lợi ích cơ, càng sinh tồn tốt hơn nữa. Hồng Quân lắc đầu, chúng ta chiếm được một tòa thành trì thì bị 8 tòa thành trì trả thù, cũng bắt đầu có người hy sinh. Chúng ta chiếm được 9 tòa thành trì thì có đến hơn 100 tòa thành trì tấn công, người của chúng ta hy sinh ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả sư huynh cũng vì thế mà chết đi. Ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ là 100 năm sống một cuộc sống phàm nhân đều không thực hiện được. Được rồi, hơn 100 tòa thành trì liên quân thất bại, ta dám khẳng định thần giới thứ nhất sẽ triển khai nhiều binh lực tấn công chúng ta, dám chắc chúng ta thương vong càng nhiều. Chẳng lẽ đây là điều mà đệ đem đến cho thần giới thứ nhất sao? Đây là lợi ích, là cơ hội sinh tồn hay sao? Nghịch Cương ngạc nhiên, Hồng Quân nói cũng đúng. Nếu không bởi vì đoạt thành thì người của thần giới thứ hai thương vong không nhiều như vậy. Mặc dù mỗi trận đánh thương vong chỉ có thể tính là 9 con trâu mất một sợi lông, thế nhưng những người này đích xác là đã chết, rốt cuộc không có ai có thể sống lại. Bọn họ là thành chủ chứ không phải là tử thần. Từ ý nghĩa đó có thể nói họ không có quyền quyết định đến sinh mạng của người khác. Huyền hổ thú cũng vậy, mặc dù bọn họ đã nhận đệ làm chủ nhân, nhưng nếu đệ không xuất hiện thì họ cũng không phải chiến đấu, hy sinh. Bọn họ cũng không ảnh hưởng đến thần nhân, mà thần nhân cũng không phải tìm đến họ gây phiền toái. Tất cả là tại đệ, đệ là người gây ra rắc rối này, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không còn được yên bình nữa. Thậm chí cả tam đại thu tộc cũng sẽ như thế. Tất cả chuyện này cũng bắt đầu từ chúng ta đoạt thành. Huynh nói đi, có phải chúng ta đã sai rồi không? Nghịch Cương chỉ còn biết trợn mắt nhìn Hồng Quân, một lời cũng không thốt ra được, và một mực chỉ nghe Hồng Quân nói. Thiên đạo rốt cuộc là cái gì? Thế giới của người cũng có, không gian cũng tồn tại, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì đây? Hồng Quân đột nhiên đứng lên, hai nắm tay nắm chặt, trong mắt lưu động một màu xám quang mang, không tự chủ được trên người bỗng tỏa ra một cỗ khí thế cường đại. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thần nhân, nhưng khí thế này khiến cho Nghịch Cương thiếu chút nữa không thở nổi. Hồng Quân chỉ ngón tay lên bầu trời, lớn tiếng nói, thiên đạo là cái gì? Nếu thiên đạo là làm cho con người ta vì lợi ích dục vọng mà tàn sát nhau, vì một cái mục tiêu không hiểu được mà liều chết tranh đoạt, ta đây Hồng Quân xin thề sẽ có một ngày ta nghịch thiên cải đạo, trọng quy tắc. Uỳnh, một thanh âm rung trời. Cho tới bây giờ tại vô danh không gian chưa từng có thiên kiếp, mà lúc này bầu trời dày đặc vô danh vật chất bỗng nhiên xuất hiện vô số điện quang, màu xám vật chất tựa như đám mây quay cuồng rung chuyển không thôi. Thời khắc này tất cả các sinh vật ở vô danh không gian đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Ẩn giấu trong màu xám vật chất kia là vô số tia chớp. Mọi người ai cũng tin rằng một tia chớp kia có thể giết chết một thượng phẩm thần nhân. Nhất là một số ít thần nhân của thần giới thứ nhất đều thấy đã ức ngàn năm qua rồi không hề có lôi điện. Mà đối với họ, lôi điện chính là đại diện cho thiên phạt. Đó là tự nhiên sinh lôi điện chứ không phải là con người hay là thần. Với cường độ của lôi điện thì dám khẳng định không phải là con người tu luyện có thể tạo được. Nhưng điều đó tại sao lại xuất hiện ở không gian này? Hồi lâu sau, ngón tay Hồng Quân chậm rãi hạ xuống. Trong ánh mắt màu xám quang mang đã khôi phục nguyên trạng, sắc mặt cũng trở lại bình thường. Nhưng lúc này, Nghị Cương lại đang đắm chìm trong khiếp sợ. Lần trước khi Hàn Thư chết đi, khiến cho Hồng Quân bị kích động, đã khiến bầu trời dị biến quay cuồng. Mà lần này, Hồng Quân đã khiến cho bầu trời có lôi điện. Tiểu Quân, những lời này không phải có thể nói ra một cách tùy tiện, cẩn thận không đưa tới thiên phạt đấy.
Nghịch Cương lo lắng nhìn mây xám đang dần dần tản đi, cẩn thận dặn dò Hồng Quân. Hồng Quân cuối cùng đã khôi phục lại bộ dáng trước kia, nhẹ nhàng cười nói: "Yên tâm đi, Nghịch Cương lão ca, nếu thiên phạt ta, ta sẽ nghịch thiên." Hồng Quân nói ra dễ dàng, nhưng Nghịch Cương lại cực kỳ sợ hãi, nhìn nhìn bầu trời xem có lôi điện hay không. "Tiểu Quân, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?" Vừa rồi sau khi Hồng Quân phân tích về thiên đạo, lão cũng không còn biết ý tứ của hắn như thế nào, liền hỏi lại: "Tiếp tục đoạt thành." Hồng Quân gằn giọng ra bốn chữ, đoạn phất tay áo bỏ đi, bỏ lại Nghịch Cương còn đang ngẩn ngơ không biết suy nghĩ cái gì. Nói tới nói lui cũng là tiếp tục đoạt thành. Nghịch Cương lấy lại tinh thần, bất mãn hầm hừ mấy tiếng. Hồng Quân rời đi nhưng cũng không có đi xa, hắn tiến vào mật thất nơi La Băng đang tu luyện. Mấy năm nay hắn vì suy nghĩ về thiên đạo nên cũng không hề để ý tu luyện. Vừa rồi trong Nguyên Anh đột nhiên màu xám vật chất có một rung động, Hồng Quân rõ ràng cảm nhận được Hồng Quân đạo của mình lập tức sẽ biến vào tầng thứ 2 trung kỳ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.